Giới trẻ xếp hàng từ 5 giờ sáng đợi chụp hình tại các con ngõ cờ hoa dịp lễ mùng 2 tháng 9. Những ngày này, tại khắp các ngõ phố Hà Nội lại rợp bóng cờ đỏ sao vàng mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ sáng sớm nay, ngày mùng 1 tháng 9, rất đông người dân và du khách đã đến ngõ nhỏ Yên Phụ, Hà Nội để chụp hình với những lá cờ Đảng và Tổ quốc. Theo người dân sống tại ngõ Yên Phụ, những năm trước ngõ đều có trang trí như vậy. Tuy nhiên, tới khoảng 2 năm nay mới có nhiều người biết tới do được chia sẻ ảnh trên mạng xã hội. Không chỉ có ngõ Yên Phụ, tại cổng đình Làng Cót, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng rực rỡ màu cờ Tổ quốc. Anh Hoàng Quân, chủ quán cà phê ở cổng đình Làng Cót cho biết, việc trang trí cờ Tổ quốc ở đầu cổng làng là ý tưởng của anh và được sự đồng ý của đại diện địa phương. Những dây cờ này được treo từ Tết Nguyên đán, nhưng những ngày qua bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều khu di tích, tuyến phố như Hoàng Diệu, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Thanh Niên, Điện Biên Phủ cũng trang hoàng cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano chào mừng. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ vì thế đã chia sẻ cho nhau những địa điểm này để chụp ảnh check-in dịp Quốc khánh. Bản thân chúng em được sinh ra trong thời hòa bình, nên chúng em càng sâu sắc hiểu được giá trị của hòa bình và giá trị của lá cờ, banner tuyên truyền sẽ càng làm cho chúng em thêm lòng yêu nước hơn ạ. Mỗi người sẽ có một cách thưởng thức ngày nghỉ lễ riêng, đi tìm những con ngõ đậm chất Hà Nội, cờ Tổ quốc tung bay và ghi lại những hình ảnh đẹp cũng là một cách nhiều bạn trẻ lựa chọn.